Chào mừng bạn đến với kênh Holic Audio. Mời bạn theo dõi bộ truyện thuộc cẩm nhân gia của tác giả Trang Trang. Nếu yêu thích video hãy nhấn theo dõi kênh và để lại bình luận bên dưới nhé. Chương 216. Mọi người đều hiểu trong lòng, dù Dương Tĩnh Sơn bị bệnh, hai chân không thể chạm đất, hắn cũng không thể rời khỏi Dương gia. Chính vì Dương Tĩnh Sơn đi lại bất tiện, nên Dương Tĩnh Nham cũng không thể đi trách nhiệm chăm sóc phụ nữ và trẻ em trong nhà đổ dồn lên vai Dương Đại Nãi Nãi. Nếu như Thành bị vùi lấp, cháu ruột Dương Lâm Ngọc sẽ không bỏ rơi mẫu thân. Trưởng tức chính là người muốn gánh vác trách nhiệm bồi dưỡng tân gia chủ để tiếp tục gia nghiệp. Dương Đại Nãi Nãi không thể rời đi là điều bình thường. Dù Dương Tĩnh Sơn có khuyên nhủ thế nào, nàng chỉ khóc và lắc đầu không chịu, khiến Dương Tĩnh Sơn nổi giận. Người có phải là gia chủ mẫu không? Nếu người cứ như vậy, hãy bỏ đi cũng được. Nghe những lời này, Dương Trần Thị không nói hai lời, đứng dậy và lao đầu vào cây cột trong xanh. Dương Nhị nãi nãi cùng Quý Anh Anh sợ hãi vội vàng kéo nàng lại. Quý Anh Anh không nhịn được nói. Đại tẩu, đại ca chỉ nói nhảm thôi, ngươi cần gì phải để tâm. Dương Đại nãi nãi tâm trạng như con chuột chui vào đường ống, khắp nơi đâm tới mà không tìm được lối ra. Nghe Quý Anh Anh nói, nàng ghen tị và tức giận vọt ra, kêu lên. Tam lang ở đâu? Từ nhỏ cả nhà sùng ái hắn, tiền bạc theo hắn. Hắn phủi mông chạy, nhà gặp khó sao không thấy hắn ở nhà giúp hai ca ca. Sao lại lôi Dương Tĩnh Nguyên vào chuyện này? Quý anh anh suy nghĩ một chút rồi hiểu ý Dương Trần Thị. Năm nay, cuộc thi đấu gấm ở Ích Châu Thành bị hủy bỏ. Nếu không có thi đấu, mình ở Dương Gia ăn không ngồi rồi. Chỉ có thể phủi mông bỏ đi. Hai huynh trưởng không thể đi, còn dương tĩnh nguyên và mình lại có thể thoát thân từ lòng dương trần thị mà nói nàng cảm thấy quá không công bằng quý anh anh cũng không muốn theo dương đại nãi nãi đi đông giao điền trang tránh sóng gió quý gia ở thành tây làm sao nàng có thể bỏ mẹ và anh trai được nàng nhàn nhạt, nhạt nói phu nhân và đại tẩu nhị tẩu đi không ai bị bỏ lại ta không có con cái tam lang không ở nhà ta sẽ ở lại tốt hơn từ lúc Dương Tĩnh Sơn khiển trách đại nãi nãi đến khi nàng đụng vào cột, mọi chuyện xảy ra chỉ trong nháy mắt. Khi huynh đệ Dương Tĩnh Sơn kịp phản ứng và muốn mở miệng, thì Dương Thạch Thị đã bước ra từ cơn xúc động của mình. Nàng hét lớn. Nam Chiếu còn chưa công thành, các ngươi đã loạn lên rồi. Đến lúc đó, ta xem các ngươi chỉ như đám ruồi không đầu. Tất cả ngồi xuống ngay. Ba nàng dâu lặng lẽ ngồi lại, Dương Thạch Thị trầm ngâm nói. Nam chiếu công thành chỉ là suy đoán của chúng ta, đưa bọn trẻ rời đi cũng là để phòng ngừa vạn nhất. Truyền rời thành không được lộ ra ngoài, bị người cố ý bịa đặt sinh sự đầu độc lòng người sẽ không ổn. Trời vừa sáng, Nghị Lang Hồ Tống đại tẩu và tức phụ mang theo bọn trẻ đi đông giao điền trang. Đối ngoại nói là mang bọn trẻ đi trong núi thưởng thu. Ta và đại lang sẽ ở lại trong phủ. Dương Tĩnh Sơn kinh ngạc, "Nương, nghe ở lại làm gì?" Dương Tĩnh Nham cũng nói. Đại ca thân thể không tốt, đi lại bất tiện, ta ở lại chạy việc cũng được. Nếu nàng đi, thì nhị lão gia và tam lão gia không có ai kiềm chế được. Dương Thạch Thị cười nói. Trong phủ không thể thiếu gia chủ mẫu, nhị lang, người phải chăm sóc tốt đại tẩu và bọn trẻ. Dù sao đi nữa, hai đứa con trai có thể bảo vệ một người là một điều tốt. Không thể để tất cả chết trong thành. Dương Thạch Thị không nói để quý anh anh cùng đi, quý anh anh không lên tiếng, Dương Đại nãi nãi lại không muốn nàng ở lại chăm sóc Dương Tĩnh Sơn. Mẫu thân, lang quân cần người chăm sóc, con dâu cũng ở lại. Để nhị đệ và đệ muội mang theo bọn trẻ đi thôi. Đại tẩu, trong vắt ngọc còn nhỏ tuổi, hắn 13 tuổi rồi, cũng hiểu chuyện, nhờ nhị đệ và đệ muội chăm sóc tốt cho hắn. Dương Đại nãi nãi nói, ánh mắt thương xót nhìn về phía Dương Tĩnh Sơn. Dương Tĩnh Sơn trong lòng thở dài, đưa tay vỗ vỗ nàng và nói. Cứ quyết định vậy đi, nhị đệ và đệ muội sớm chuẩn bị, chuyện nộp gấm tứ xuyên, có ta và mẫu thân lo. Dương Thạch Thị mệt mỏi nói. Anh anh ở lại, các ngươi đều sớm về chuẩn bị, làm theo lời ta đã nói. Đợi mọi người đi rồi, Dương Thạch Thị dặn dò thiền tử lấy 20 lượng vàng và một túi gấm kim cây đậu, nặng trịch vào tay. Nàng thở dài nói. Anh anh, ta biết ngươi lo lắng cho nhà mẹ đẻ. Sáng mai ta sẽ gọi người đến quý gia báo tin, để nương và ca tẩu ngươi sớm chuẩn bị. Ngươi không cần ở lại, để quý phúc đi cùng xe, gọi dầu vừng dẫn đường. Mang theo hồi môn và thị nữ, sáng mai sẽ xuất phát đi tìm tam lang. Phu nhân. Quý anh anh trong lòng ấm áp. Phu nhân, ta không dám nói lời muốn cùng dương gia cùng tiến thối. Đây là nhà của tam lang, hắn sẽ không giận dương gia không để ý khuôn mặt Dương Thạch Thị khẽ cứng lại, lẩm bẩm nói. Ta không mong hắn muốn can thiệp vào sống chết của Dương gia. Ban đầu ta đối xử tệ với hắn, hắn oán ta, hận ta cũng không sao, ngươi do ta làm chủ cưới về, không thể để ngươi ở đây gặp sơ suất. Trời sắp sáng, vội vàng chuẩn bị đi. Phu nhân, ngài bảo trọng. Quý anh anh đứng dậy hành lễ với Dương Thạch Thị, rồi cầm vàng rời đi. Sáng sớm hôm sau, Quý anh anh mang theo quý ma cùng Lăng Nhi, Tương Nhi rời khỏi Dương Gia. Nàng không trực tiếp ra khỏi thành từ cửa Bắc, trước hết gọi Quý Phúc đến Dương Tĩnh Uyên để báo địa chỉ của nàng. Từ ký y quán. Quý anh anh nhớ kỹ y quán này nằm trong mõ hẹp, liền đi vào. Điếm rất nhỏ, chỉ có một tiểu nhị và một lang trung. Khi thấy quý anh anh và gia nhân vào, tiểu nhị liền nghênh đón. Nương tử đến khám bệnh hay lấy thuốc? Quý anh anh nhìn thấy từ lang trung đang nhặt thuốc sau quầy, nhỏ giọng hỏi. Phu quân ta là tam lang của dương gia ngõ hẻm, hắn nói nếu muốn gửi tin cho hắn, thì giao lá thư này cho từ lang trung ở từ ký y quán. Nghe thấy nhắc đến tam lang của dương gia, từ lang trung ngừng tay, bước ra từ sau quầy. Hắn nhìn quý anh anh và nói. Tại hạ họ từ, mở tiểu y quán này để kiếm sống. Ngài là thê tử của Dương Tĩnh Uyên. Nghe hắn nói ra tên của Dương Tĩnh Uyên, quý anh anh khom người hành lễ thiếp là quý thị nhị nương từ lang trung khẽ đỡ một phen mặt không đổi sắc mời quý anh anh ngồi xuống trong lòng hắn tức giận thầm nghĩ lão thư mang tiểu tử này đến thật không theo lẽ thường đây là điểm liên lạc bí mật của đông xuyên quân nơi thông tin qua lại trong quân lại bị tiểu tử dương tĩnh uyên biến thành nơi truyền thư nhà nếu không phải quách đại đô đốc thích võ nghệ của tiểu tử kia và lão thư thiếu dương đại lão gia ân tình, hắn nhất định sẽ tìm cơ hội dạy dỗ tiểu tử kia. Dương Tam Lang có từng nói với ngươi, phàm là thư từ tại hạ truyền lại, cũng cần phải kiểm tra. Từ Lang Trung nhàn nhạt nói, quý anh anh sớm đoán nơi này có thể là nơi thông tin của Đông Xuyên Quân, nàng đến đây cũng để tự mình biết thông tin thông báo cho Dương Tĩnh Nguyên. Trong thư không có từ ngữ kiều diễm, nàng lấy ra bức thư đã viết sẵn để lên bàn phiền từ tiên sinh từ lang trung trước mặt nàng liền mở thư xem nội dung trong thư không khác nhiều với những gì hắn báo cáo lên đông sông tiết độ sứ phủ những ngày qua chỉ khác một điểm nam chiếu chắc chắn sẽ tấn công ích châu thành hắn không thay đổi sắc mặt niêm phong lại thư dương tam nãi nái định ra cửa thành bắc tìm dương tam lang phải không quý anh anh lắc đầu nói ta muốn về nhà mẹ đẻ nam chiếu quân ở vùng phía nam thành quý gia ở ngoài thành tây cách thành hơn 10 dặm. Tẩu tử còn hai tháng nữa sinh con, Dương Thạch Thị đã sai người báo tin, mẹ và ca tẩu có thể sẽ còn hy vọng. Quý anh anh dự định trở về nhà mẹ đẻ, khuyên mẹ và ca tẩu may hôm đó di chuyển đến núi Thanh Thành, chú tại nhà tranh của đạo sĩ Hoa Thanh để tránh chiến loạn. Với ba vạn thất gấm tứ xuyên trong thành, Nam Chiếu đại quân đánh tới ích châu phủ ít nhất cần hai ba ngày. Thời gian dọn nhà như vậy là đủ rồi. Theo từ Lang Trung biết, đại doanh quân Nam Chiếu ở Cung Châu. Hai quân đã nhổ trại từ tối qua, không rõ tung tích. Khả năng lớn nhất là chúng sẽ từ đầu cổng bắt đầu bao vây Ích Châu, cuối cùng tạo thành vòng vây kín. Hiện tại, ngoài Bắc Môn ra, không phát hiện quân Nam Chiếu, các lối khác đều chưa chắc an toàn. Hắn khuyên, nếu Dương Tam nái nái cũng phán đoán Nam Chiếu sẽ công đánh Ích Châu Thành, sao không thừa dịp chưa bị vây thành mà ra cửa Bắc đi? đa tạ tiên sinh ý tốt, nếu có thể gặp Tam Lang, xin nói cho hắn biết. Ta cùng mẹ và ca tẩu sẽ đi núi Thanh Thành tìm sư phụ hắn. Quý anh anh không chút nào giấu giếm hành tung và dự định của mình. Đi núi Thanh Thành tránh chiến loạn cũng là biện pháp tốt. Từ Lang Trung không khuyên bảo thêm. Dương Tam nãi nãi yên tâm, tại hạ hôm nay sẽ gửi thư đi. Thiếp mạo muội hỏi một câu, Nam Chiếu có khoảng 20 vạn đại quân, Đông Xuyên quân là quân gần ít châu phủ nhất. Họ sẽ đến giải vây trước chứ. Tiên sinh nếu cảm thấy không tiện, có thể không đáp. Từ lang trung khẽ mỉm cười. Điều này phải xem hoàng thượng khi nào hạ chỉ. Không có thánh chỉ, Đông Xuyên quân không thể tự ý hành động. Nam Chiêu tấn công Tây Xuyên, liệu có tiếp tục tấn công Đông Sông, Đông Sông tiết độ sứ phủ cũng đang theo dõi tình hình ít châu phủ. Chỉ cần có thánh chỉ, Đông Xuyên quân nhất định sẽ gấp rút tiếp viện Ích Châu. Có viện quân, Nam Chiếu không thể đánh bại Ích Châu Thành. Quý anh anh thở phào nhẹ nhõm, lần nữa tạ ơn. Nàng rời từ ký y quán, thúc giục Quý Phúc lái xe vội vàng trở về Tam Đạo Yên. chương 217 Buổi tối, Quý gia gồm bốn người ngồi trong sảnh đường. Quý anh anh nhìn Trương Tứ Nương với cái bụng cao nổi lên, cố gắng khuyên. Xe ngựa chạy đều một chút, đi chậm rãi trên đường sẽ không bị lật. Trường tứ nương vuốt bụng, lo lắng nhìn về phía quý diệu đình. Không sao đâu, đừng lo lắng. Quý diệu đình nhẹ nhàng an ủi nàng, nói với quý anh anh. Người của dương gia đã đến báo tin từ sớm. Họ chỉ nghi ngờ rằng người Nam Chiếu sẽ tấn công Ích Châu. Nơi chúng ta còn cách thành hơn 10 dặm. Trong thành lại có quân Tây Xuyên, người Nam Chiếu đến vùng nông thôn này để làm gì? Ca! Thịnh Phong Trạch là chủ soái, sao anh lại không lo lắng chút nào? Hắn ban đầu buộc chúng ta phải nhuộm màu bí truyền. Quý anh anh tức giận vì huynh trường không để tâm, không ngại kích động mẫu thân, nhắc đến Thịnh Phong Trạch. Mẹ, chúng ta nên trốn đi, rời thành quá gần, nếu Thịnh Phong Trạch nhớ đến bí truyền của nhà ta, để người Nam Chiếu tấn công thì sao? Quý thị nhìn quanh, bình thản nói. Nếu Thịnh Vương gia muốn bí truyền, cho họ là được mẹ cũng muốn mọi người bình an. Đây là tổ trạch của quý gia, mẹ không đi đâu cả. Người Nam Chiếu không chỉ muốn bí truyền, họ còn muốn giết người. Quý anh anh giọng cao vút. Quý thị thở dài nói. Anh anh, có ba vạn tấm gấm tứ xuyên, người Nam Chiếu cần gì phải tấn công thành. Trong thành có quân Tây Xuyên phòng thủ, người Nam Chiếu sẽ phải trả giá đắt nếu tấn công. Mẹ nghĩ Nam Chiếu sẽ không tấn công, ích phu phủ là lá chắn phía Nam của đại đường triều đình sẽ không để Nam Chiếu chiếm lĩnh. Họ không tin rằng Nam Chiếu sẽ tấn công Ích Châu Thành. Thịnh Phong Trạch là kẻ ác độc, hắn không chỉ muốn một phần nhỏ, mà là toàn bộ con mồi. Quý anh anh không thể thuyết phục được gia đình, lo lắng mà không làm gì được. Nàng chỉ có thể lùi bước mà cầu xin. Hãy thu xếp hành lý mềm mại trước, khi nghe được tin tức, chúng ta sẽ lập tức rời đi. Nói xong, nàng gọi ngô mama đi thu xếp hành lý. Anh anh, đừng vội vàng như vậy. Trời đã khuya, bây giờ sao có thể thu xếp được? Em hãy trở về phòng nghỉ ngơi đi. Anh sẽ nghĩ thêm, ngày mai nói tiếp. Quý Diệu Đình ngăn nàng lại. Quý anh anh đáp lời, từ mẫu thân trở về sân nhỏ của mình. Cửa sau của phường nhuộm hoán hoa được mở nhẹ nhàng, một bóng người nhanh chóng chạy ra ngoài. Nửa đêm, chó trên đường đột nhiên sủa vang. Một đoàn người hầu và hộ vệ của triệu gia mang đèn lồng và đuốc, đi thẳng tới một số nhà phường nhuộm. Triệu Tu Duyên dẫn theo một đội người đến Quý Gia. Hắn nhìn qua cửa sơn đen của Quý Gia, rồi tự mình đi tới, gõ cửa. Người giữ cửa, điền quý, choàng áo từ phòng bên cạnh cổng đi ra, miệng thầm nói. Hơn nửa đêm, ai lại đến? Hắn tò mò, cúi người nhìn qua khe cửa. Ngoài cửa là một đoàn người hầu của triệu gia, triệu tu duyên đang đứng ở cổng. Điền quý lòng hơi run rẩy, nhanh chóng chạy về phòng, lắc tỉnh Điền ma ma. Triệu nhị lang mang theo một đám người đến nhà chúng ta. Hơn nửa đêm, ta lo lắng hắn lại nhắm vào tiểu nương tử. Người mau đi báo tin cho nội viện. Điền ma ma vội khoác áo mang giày, mắng. Đáng chết, tiểu nương tử vì tránh hắn mà đi cửa sau về. Hắn làm sao biết được? Nói xong, nàng chạy thẳng về phía hậu viện. Tiếng chó sủa bên ngoài đã đánh thức quý anh anh nàng mặc áo, đang định gọi Lăng Nhi đi xem có chuyện gì xảy ra bên ngoài thì Điền Ma đã tới. Triệu Tu Duyên đến hơn nửa đêm để làm gì? Quý anh anh còn tưởng rằng người Nam Chiếu đến, nghe nói là Triệu Tu Duyên, nàng không còn sợ hãi nữa. Quý Ma Ma tức giận nói. Nương tử đừng sợ, lão nô sẽ dẫn người đi gặp Triệu Nhị Lang. Quý gia không phải dễ bị ức hiếp. Điền Ma Ma, mẫu thân và ca ca biết chưa? Quý anh anh bình tĩnh hỏi. Đại Lang Quân đã ra tiền viện rồi. Quý anh anh giận dò quý mama. Mama bảo quý phúc thúc và dầu vừng đưa xe đến cửa sau. Tương Nhi giúp mama thu xếp hành lý, Lăng Nhi theo ta đi xem. Nàng cùng Lăng Nhi ra sân nhỏ, đứng trước cổng trong cửa thủy hoa, đã có thể nghe thấy tiếng quý diệu đình và triệu nhị lang nói chuyện ở cửa lớn. Triệu tu duyên không vào cửa, chỉ đứng ở ngoài nói chuyện với quý diệu đình. Quý anh anh ra giấu cho Lăng Nhi, hai người nhanh như mèo men theo hành lang gấp khúc tiến gần cửa chính tiếng nói vang rõ vào tai quý diệu đình đứng ở cửa thấy ánh lửa lóe lên trên cả con phố người triệu gia không ngừng đến quý gia hắn nghiêm mặt hỏi triệu nhị lang người đến hơn nửa đêm để làm gì triệu tu duyên mỉm cười nói đại quân nam chiếu đang đóng tải cung mi nhị châu để bảo đảm an toàn cho tam đạo yển triệu gia phối hợp với huyện nha đến đây báo tin từ giờ trở đi, tam đạo yển cấm vào mà không ra. Tránh cho thám tử nam chiếu trà trộn vào. Ai cũng biết huyện lệnh đại nhân và triệu gia như một. Nhưng lý do này quý diệu đình vẫn có thể chấp nhận. Hắn mặt hơi buông lòng, nhạt nhẽo nói. Hiểu rồi. Quý diệu đình đang định ra lệnh điền quý đóng cửa, triệu tu duyên liếc nhìn vào trong, thản nhiên nói. Nghe nói anh anh đã trở lại, trở lại cũng tốt, ta sẽ bảo vệ nàng. Quý Diệu Đình nghiêm mặt, nhiều tưởng tượng. Đúng như ngài nói, đại quân Nam Chiếu cách Ích Châu Thành chưa đến 200 dặm. Em gái ta ở Dương Gia rất an toàn, nàng về nhà mẹ đẻ làm gì? Phải không? Vậy thì ta đã nhầm. Xin cáo từ. Triệu Tu Duyên mang người rời đi, nghe tiếng cửa chính đóng ẩm phía sau, hắn quay đầu lại, ánh lửa chiếu lên mặt, nụ cười trên môi đầy quỷ dị. Anh anh, lần này, người sẽ không thoát được. Người đâu, canh gác ký cả trước và sau quý gia cho ta. Quân đội Nam Chiếu trong vòng hai ngày có thể đến Tam Đạo Yên. Nhớ tới lời hứa của thịnh phong trạch, triệu tu duyên hưng phấn không ngừng. Trong tiếng chó sủa, tiếng kẻng vang lên, người của huyện nha gõ kẻng đi trên đường, lớn tiếng kêu. Theo lệnh huyện lệnh đại nhân, Tam Đạo Yên cấm đi lại ban đêm. Mỗi gia đình đóng cửa kỹ, cấm đi lại ban đêm. Ban ngày phong phố chỉ cho vào, không cho ra. Nghe tiếng bên ngoài, Quý anh anh cảm thấy lạ, nàng cùng Lăng Nhi từ bóng tối của hành lang gấp khúc đi ra, gọi Quý Diệu Đình. "Ca, tại sao huyện nha lại ra lệnh cấm giữa đêm?" Có lẽ huyện nha vừa nhận lệnh từ châu phủ. Quý Diệu Đình nhíu mày. "Anh anh, có lẽ Triều Tu Duyên thấy đèn trong viện, biết em đã về. Anh nghĩ hắn vẫn chưa từ bỏ ý định với em. Ôi, em nói em ở trong thành yên ổn, về làm gì?" em chẳng phải lo cho mọi người sao? Quý anh anh tức giận nói. Em về nhà buổi trưa, anh và mẹ không tin lời em. Giờ huyện nha ra lệnh phong phố để đề phòng thám tử Nam Chiếu. Em muốn đi cũng không được. Sao việc này trùng hợp vậy? Em vừa về nhà mẹ đẻ, thì gặp tam đạo yển phong phố. Triệu tu duyên phản ứng quá nhanh. Trước kia hắn nói chỉ có thể nhìn thấy cửa sổ phòng em từ tầng 2 của đảng viên. Nơi khác hắn không thấy. Em sớm đã không cho ai vào phòng đó sao hắn có thể thấy ánh sáng trong viền của em? Dù sao lệnh cấm cũng do huyện lệnh đại nhân ban ra. Triệu tu duyên không dám làm loạn, có thể hắn thấy em xuống xe từ cửa sau. Em gả vào dương ra, nhiều người ở tam đạo yển nhìn chằm chằm chúng ta. Ngày mai anh sẽ đi nghe ngóng tin tức, em về ngủ trước đi. Quý diệu đình cũng thấy việc này trùng hợp, nhưng không muốn nghĩ đến điều xấu, chỉ mong tất cả chỉ là sự trùng hợp. Cảm ơn bạn đã ghé thăm kênh Holic Audio. Chương 218. Nửa đêm, vĩnh cấm ban bố, Tam Đạo Yên chìm trong một tầng mây đen nặng nề. Sáng hôm sau, hầu như không có cửa hàng nào mở cửa ở Tam Đạo Yên. Trên đường, người đi qua đều vội vã, chỉ có những người quen biết nhau mới dừng lại hỏi thăm tin tức. Trên đường chỉ có các nha dịch và hộ vệ của Triệu gia đi lại. Cửa hàng của Quý gia cũng đóng cửa. Quý Diệu Đình bước ra ngoài để hỏi thăm tin tức vừa ra đến đầu ngõ, liền thấy 10 người đàn ông đi tới trên đường. Anh ta vui mừng, vẫy tay gọi. Chu Nhị Lang. Chu Nhị Lang cười đi tới. Quý đại ca, anh định đi huyện nha hỏi thăm tin tức. Ta đang muốn đến quý gia tìm anh, người có nghe được tin tức gì không? Chu Nhị Lang có tài giao kết bạn bè, hỏi thăm tin tức nhanh hơn Quý Diệu Đình nhiều. Quý Diệu Đình hạ giọng nói, "Muội tử của ta về nhà hôm qua, nửa đêm Triệu Nhị Lang liền đến gõ cửa, nếu có tin tức gì thì nói nhanh. Quý anh anh về nhà mẹ đẻ, Chu Nhị Lang sắc mặt tái mét, kéo Quý Diệu Đình vào dưới mái hiên. Nàng không ở trong thành yên ổn mà chạy về làm gì? Ít Châu thành có quân Tây Xuyên, có tường thành, dù sao cũng an toàn hơn Tam Đạo Yển này. Bạn của ta ở huyện Nha nói, chiều hôm qua, đại gia của Triệu gia đã đến huyện Nha, tối thì huyện lệnh đại nhân đã ban lệnh cấm. Trước đây Tang Thập Tứ và Dương Tam Lang từng đến tìm ta, bảo ta chú ý đến động tính của Triệu Gia. Theo ta thấy, Triệu Gia chắc chắn không yên tâm. Dựa vào đâu mà phong tỏa phố chứ? Ta đang tìm bạn giúp đỡ, dự định rời khỏi Tam Đạo Yển, đến Ích Châu Thành báo tin cho Tang Thập Tứ. Triệu Gia không yên tâm, nhưng tại sao Triệu Gia lại khiến huyện lệnh đại nhân ban lệnh phong tỏa phố chứ? Quý Diệu Đình không thể hiểu được. Chu Nhị Lang hạ giọng nói. Nghị nương ở trong nhà không phải là chuyện tốt. Ngươi bảo nàng đổi sang Nam Trang rồi ra bằng cửa sau, ta sẽ dẫn nàng về Ích Châu Thành trước. Quý Diệu Đình cười khổ. Lúc ta ra cửa, thấy có bốn hổ vệ của triệu gia ở đầu ngõ. Về nhà dặn dò người kiểm tra, thì cửa sau cũng có người. Bờ sông cũng có người canh chừng. Đây gọi là phong tỏa phố, mọi nhà đều như bị giam giữ. Đúng vậy, cho nên ta mới phải lèn ra ngoài, tìm tang thập tứ để hỏi cho rõ cha hắn không phải đang ở nha môn của châu phủ sao? Chu nhị lang biết việc mang theo quý anh anh không tốt, thay đổi ý định. Vậy đi, chờ ta từ trong thành trở lại rồi tính tiếp. Quý đại ca, tẩu tử đang mang thai, anh đừng đi đâu, ở nhà bảo vệ gia đình. Tiễn Chu nhị lang đi, quý diệu đình đi loanh quanh trong nhà. Nhìn thấy hộ vệ của triệu gia ở đầu ngõ, lòng anh ta bỗng trở nên căng thẳng. Lúc đó anh ta hối hận vì không nghe lời muội muội, sớm rời gia đình vào trong thành trở lại hậu viện ba người phụ nữ trong nhà đều ngồi trong sảnh đường mắt trông ngóng nhìn anh ta công việc phường nhuộm đã ngừng hơn hai mươi vố già và người giúp việc đều ngồi trong phòng trong nhà một đêm trở nên yên tĩnh nhưng sự yên tĩnh này lại khiến người ta bất an ca có nghe được gì không quý anh anh tự tay bưng trà đưa cho ca ca quý diệu đình miễn cưỡng cười gia đình đóng cửa cũng không có gì khác. Gặp Chu Nhị Lang, anh ta nói sẽ rời Tam Đạo Yển, vào thành tìm tang thập tứ hỏi thăm tin tức. Yên tâm đi. Quý anh anh chưa kịp nói gì, quý thị liền tiếp lời. Ta thấy không có chuyện gì đâu, chỉ là huyện lệnh đại nhân lo lắng an toàn, mới ban lệnh cấm phố. Như vậy cũng tốt, người lạ không thể vào, đỡ phải lo thám tử nam chiếu trà trộn vào. Mẹ xuất thân từ gia đình quyền quý, kiến thức rộng rãi, vẫn luôn là người tâm phúc trong nhà. Trước đây nghe mẹ nói vậy, quý anh anh liền yên tâm. Nhưng hôm nay nàng không nghĩ như vậy. Ca, các nhà khác cũng có hộ vệ Triệu gia canh giữ trước sau không? Sáng sớm quý anh anh đã phân phó Lăng Nhi và Tương Nhi đi kiểm tra cửa trước sau. Hộ vệ của Triệu gia giúp huyện nha canh giữ phố, Tam đạo yển có mấy trăm gia đình, Triệu gia phái tám người hộ vệ canh gác trước sau quý gia. Quý anh anh chắc chắn không tin Triệu Tu Duyên có lòng tốt. Việc này giống như đang giám sát tù nhân. Quý Diệu Đình nhất thời nghẹn lời. Triệu Nhị Lang, muội yên tâm, ca sẽ không để Triệu gia can thiệp. Hàng xóm láng giềng đều nhìn mà. Quý thị cũng nói, chỉ cần họ không xông vào nhà thì mặc kệ họ. Mẹ và ca sao lại như vậy? Quý anh anh buồn bực trở về phòng. Quý mama thấy nàng mặt mày u sầu, liền khuyên nhủ phu nhân và đại lang quân đều kiến thức rộng, nương tử nghe lời họ đi. Trong đầu chợt lóe sáng, quý anh anh cuối cùng hiểu ra nguyên do khiến nàng hoang mang. Mama nói không đúng, mẹ thân thể không tốt, tàu tử đang mang thai, mẹ và ca đều đang mơ màng, nằm mơ. Quý mama lặp lại lời nàng, không hiểu ý quý anh anh. Quý anh anh nói càng lúc càng nhanh. Mẹ thủ tiết nuôi lớn hai chúng ta, nàng mệt mỏi ngay cả bí truyền nàng cũng không muốn giữ. Nàng chỉ mong tẩu tử sinh con trai, quý gia có người nối dõi. Ca ca giữ được phường nhuộm, bình an sống qua ngày. Mẹ không muốn nghĩ đến việc binh lính Nam Chiếu có đến hay không, ngay cả việc triệu gia cố ý cử người giám sát quý gia, nàng cũng không muốn nghĩ xấu. Ca ca cũng như vậy. Nàng chưa bao giờ muốn chê bai ca ca, nhưng hiện tại, quý anh anh phải thừa nhận, quý diệu đình lớn lên ở tiểu phường nhuộm đọc qua vài năm sách rồi trở lại phường nhuộm giúp việc, năng lực có hạn. Ca ca cũng chỉ là một người bình thường, mong mỏi bình an, sống đơn giản qua ngày. Hết thảy đều nghĩ về điều tốt, bảo vệ giấc mơ của mình, chỉ mong nó không vỡ. Trong nhà, người duy nhất còn tỉnh táo có lẽ chỉ có mình nàng. Mama, thu xếp hành lý, gọi quý phúc thúc chuẩn bị xe. Quý anh anh quyết định. Quý mama kinh hãi, bên ngoài đang phong tỏa phố nương tử làm sao ra ngoài quý anh anh bình tĩnh nói có người của triệu gia giám sát triệu nhị lang sẽ không để ta đi ta chỉ muốn cho dầu vừng thừa dịp loạn ly rời khỏi quý gia ta thấy các nhà khác cũng không có nhiều người giám sát như quý gia một khi ra khỏi quý gia dầu vừng sẽ có cơ hội trở về thành báo tin xe ngựa chạy ra khỏi quý gia chưa ra đến đầu ngõ đã bị hộ vệ của triệu gia ngăn lại huyện lệnh đại nhân đã ban lệnh cấm buổi tối cấm đi lại ban ngày phong tỏa phố tam đạo yển chỉ cho vào không cho ra quý anh anh đầy màn kiểu cười nói ai nói chúng ta muốn ra khỏi tam đạo yển trong nhà ngột ngạt đã lâu chúng ta chỉ muốn đi dạo trên đường này thôi hộ vệ của triệu gia làm nha dịch sao triệu đại gia có phải làm huyện lệnh không hộ vệ của triệu gia bị nàng nói làm đỏ mặt nghĩ đến lời dặn của triệu tu duyên họ trao đổi ánh mắt với nhau Quý nhị nương tử muốn đi dạo trên đường, chúng ta không cản. Nhưng nếu muốn ra khỏi tam đạo yển, tức là công khai chống lại lệnh cấm của huyện lệnh đại nhân. Triệu gia cũng chỉ vì an toàn của tam đạo yển. Chúng ta làm không công, không nhận tiền bạc, quý gia chẳng lẽ còn có ý kiến? Không có ý kiến, các vị vất vả, lát nữa ta sẽ bảo nhà bếp nấu chút canh mang đến cho các vị. Quý anh anh buông màn kiệu, thản nhiên phân phó quý phúc. Cứ đi dạo một chút, xe ngựa chạy từ đầu phố Tây đến đầu phố Đông, rẽ ngoặt ra bờ sông, rồi chậm rãi trở về cửa sau phường nhuộm hoán hoa. Quý anh anh như cảm thấy nhiều suy nghĩ sau khi xuất giá. Đi một đoạn gặp người quen, nàng xuống xe chào hỏi ở các cửa hàng. Khiến những hộ vệ của triệu gia phía xa ngáp dài vì nhàm chán. Không ai chú ý khi xe chạy đến hậu viện của lão quản gia ở bờ sông, dầu vừng mượn sự che chắn của quý ma ma và lăng nhi, lèn vào sân nhỏ của lão quản gia. Lão trượng, nước giếng của ngài thật ngọt, cảm ơn ngài." Quý anh anh nhìn lão quản gia, rồi lên xe về nhà. Xe ngựa từ cửa xar đi vào, Quý anh anh xuống xe, nụ cười trên mặt biến mất hoàn toàn. Chương 219. Quý anh anh từ nhỏ đã lớn lên ở Tam Đạo Yên. Nơi đó nhỏ bé, hầu như không có gì mà nàng không biết về mọi người ở đây. Ở đầu phố chính thường có các nha dịch và hộ vệ của triệu gia phong thủ. Theo quan sát của nàng, những nơi như phường nhuộm hay các phường đan đều có người canh gác, đặc biệt là những nơi có liên quan đến chức cẩm, nhưng không ai nhìn chằm chằm vào nhà nàng nhiều như thế. Khi mang dầu vừng đến cho lão quản gia trong nhà, nàng thấy cửa sau không có ai canh gác. Hiện tượng kỳ quái này khiến quý anh anh nghi ngờ ngay lập tức nàng nhớ đến thịnh phong trạch từng xuất hiện lặng lẽ trước đó và hiện tại đang ở triệu gia. Quý anh anh vô thức nhận ra rằng, lý do triệu gia theo dõi những người liên quan đến chức cẩm chính là do ý của thịnh phong trạch. Điều khiến nàng tò mò là triệu gia làm thế nào để thuyết phục huyện lệnh đại nhân. Cũng là để phòng ngừa thám tử Nam Chiếu xâm nhập, liệu có lý do để phái người theo dõi những người này không? Ban ngày trôi qua trong sự yên tĩnh kỳ lạ. Ban đêm, chu nhị lang đến, hắn cầm một rổ trứng gà và lớn tiếng nói với cửa quý gia. Mẹ ta bảo ta mang trứng gà đến cho quý đại tẩu để bồi bổ sức khỏe. Ánh mắt liếc nhìn qua, hộ vệ của triệu gia canh giữ ở đầu ngõ rụt đầu lại. Hắn cười đi vào cửa chính của quý gia, đặt rổ trứng gà xuống và nói gấp. Mau vào trong báo tin, ta vừa trở về từ hoán hoa khê. Trên đường gặp người dân phía nam, họ nói quân nam chiếu đang tiến về tam đạo yển chậm nhất là đến bình minh sẽ tới. Hắn sốt ruột đứng đợi bên ngoài sân, không lâu sau quý diệu đình và quý anh anh cùng bước ra. Chu nhị ca, ngươi nói là thật sao? Quý anh anh mặt mày tái nhợt, nếu quân nam chiếu đến vào bình minh, chắc chắn triệu gia đã cùng thịnh phong trạch bàn bạc trước, nên mới theo dõi phường nhuộm chức cầm như vậy. Thật mà, quý đại ca, mau thu dọn đồ đạc đi, chậm thêm sẽ không kịp nữa, không thể đi ích châu thành quân Nam chiếu đến từ quan đảo, họ muốn bao vây thành phố. Quý Diệu Đình cười khổ nói. Huyện lệnh đã ra lệnh phong tỏa phố. Triệu gia đã điều động mấy trăm hồ vệ phòng thủ, làm sao mà đi được? Chu nhị lang này ra ý. Một hai gia đình tự đi chắc chắn là không được. Ta sẽ nghĩ cách, các người cứ thu dọn hành lý trước. Đợi khi có thể đi thì lập tức rời khỏi. Sau khi Chu nhị lang đi, quý diệu đình do dự. Chúng ta có mấy chục người, nhiều đồ như vậy đến trước bình minh cũng không thu dọn xong ca chỉ cần thu dọn châu báu bảo vệ tính mạng là quan trọng nhất ngươi còn do dự gì nữa quý anh anh thấy hắn vẫn không muốn rời đi sốt ruột đến mức rậm chân quân nam chiếu đến đây không thể giết hết mọi người được muốn chiếm cái gì cũng phải suy nghĩ kỹ ích châu thành đi không được vùng thanh thành đều là đường bằng mấy trăm binh lính cưỡi ngựa một lát là đuổi kịp mẫu thân thân thể không tốt chị dâu ngươi lại đang mang thai anh anh ngươi hãy để quý phúc thúc chở ngươi đến núi thanh thành trốn tránh ta và mẫu thân sẽ ở lại đây quý diệu đình không nỡ bỏ hoán hoa phường nhuộm và ngôi nhà cổ này hắn cũng lo lắng trên đường đi mẫu thân và trương tứ nương không chịu nổi ca ngươi thật là cố chấp ta sẽ đi trôi nhị lang đã dò thám động tĩnh của quân nam chiếu vậy mà ca ca vẫn còn hy vọng quý anh anh với tính cách nôn nóng dậm chân rồi trở lại tiểu việt bảo quý ma ma thu dọn đồ đạc đơn giản và tinh tế để quý phúc trở lên xe nàng gọi lăng nhi đến và giao nhiệm vụ lăng nhi người hãy đi báo tin cho lão quản gia đi cùng với dầu vừng và không trở lại tránh bị người của triệu gia phát hiện dầu vừng rất thông minh hắn sẽ giúp ngươi ta ở đây thiếu một người cũng tiện hơn lăng nhi làm việc rất nhanh chóng giấu kim cây đậu bên người ta và dầu vừng sẽ tìm cơ hội vào thành báo tin. Nương tử hãy đi thanh thành, sau này dương gia hộ vệ sẽ đến tìm nương tử. Nương tử bảo trọng. Nàng cúi đầu chào quý anh anh rồi đi. Quý anh anh và Lăng Nhi thay áo giáp và quần áo ngủ. Ban đêm, một trận tiếng chiêng trống vang lên đánh thức tất cả mọi người ở Tam Đảo Yển đang ngủ say. Mọi người đều nghĩ rằng nha dịch lại muốn tuyên dương lệnh cấm của huyện lệnh đại nhân, trên đường phố vang lên tiếng kèn Sona và tiếng pháo nổ. Nếu không phải vào ban đêm, chắc chắn mọi người sẽ nghĩ rằng có nhà ai đó đang tổ chức hôn lễ. Chu Nhị Lang, ngươi đi lại ban đêm vi phạm lệnh cấm, mau trở về huyện nha. Hộ vệ của Triệu gia kéo đến đông đảo, người đứng đầu lớn tiếng gọi Chu Nhị Lang. Huyện nha chỉ có khoảng 10 nha dịch, hoàn toàn dựa vào 300 hộ vệ của Triệu gia để giữ gìn trật tự. Các nhà dịch đều là người địa phương, thường có quan hệ tốt với Chu Nhị Lang. Thấy tình hình như vậy, họ cũng không khuyên can hay giúp đỡ, chỉ đứng bên xem náo nhiệt. Chứng kiến gom lại nhiều người, Chu Nhị Lang hướng về phía mười mấy huynh đệ của mình nháy mắt, rồi cùng nhau cao giọng hô. Quân Nam Chiếu đang tiến về Tam Đạo Yển. Quân Nam Chiếu cách Tam Đạo Yển chỉ khoảng 30 dặm. Mọi nhà mau thu dọn đồ đạc chạy đi. Chu Nhị Lang, người nói lời mê hoặc người khác. Lời nói chưa dứt, hộ vệ của triệu gia đã bị mười mấy người đàn ông xông vào, đẩy ngã xuống đất. Chu nhị lang trong tay gõ la lại vang lên. Mọi người mau thu dọn đồ đạc chạy đi. Ta tận mắt thấy quân Nam Chiếu đang tiến về Tam Đạo Yển. Không đến bình minh là họ đến. Cầu quan và triệu gia cấm phố không cho phép ra vào, là muốn biến mọi người thành bánh bao nhân thịt. Tam Đạo Yển lập tức náo loạn. Lúc này, các nhà dịch địa phương cũng lo lắng ai còn quan tâm đến lệnh cấm của huyện lệnh đại nhân. Họ chạy về nhà mình như làn khói. Hộ vệ của triệu gia đỏ mắt, chỉ chăm chăm tiến lên bắt chu nhị lang. Chu nhị lang và nhóm bạn của hắn cũng không ngồi yên, hai bên bắt đầu đánh nhau ngay trên đường. Trong lúc đánh nhau, họ còn la hét về việc triệu gia không có ý tốt. Khi thấy người trên đường càng lúc càng đông, hộ vệ của triệu gia không thể bắt được chu nhị lang, đành phải quay trở về triệu gia. Lúc này, việc kêu trong nhà có trộm không bằng kêu có lụt. Kêu có lụt cũng không bằng hô to quân nam chiếu đến. Bản năng chạy trốn khiến dân chúng tam đảo yền nhảy khỏi giường. Chưa đến nửa giờ, đầu phố hướng về Ích Châu Thành và đầu đường hướng về Thanh Thành đã đầy người. Quý gia cũng rối loạn. Trường Tứ Nương mang thai hơn 8 tháng, mấy ngày nay vốn đã lo lắng, nửa đêm lại bị tiếng chiêng trống và tiếng hô quân nam chiếu đến của Chu Nhị Lang làm cho kinh hãi. Nàng bắt đầu chờ dạ sớm. Quý thị toàn tâm toàn ý lo lắng cho Trương Tứ nương và đứa nhỏ trong bụng, không quan tâm đến sự hoảng loạn bên ngoài. Bà bảo Điền Mama đi nấu nước và dẫn hai bà mụ vào sân nhỏ của Quý Diệu Đình để chuẩn bị đỡ đẻ cho Trương Tứ nương. Quý anh anh nghe thấy động tĩnh, giật mình tỉnh dậy. Nghe nói tổ tử sinh non, nàng hốt hoảng. Nàng phải làm thế nào đây? Nàng thở dài, "Quý Mama, hãy đặt hành lý xuống tàu tử như vậy không thể đi được ngươi đi gọi quý phúc thúc bảo vệ cửa sau ta sẽ vào xem tàu tử thế nào rồi tính tiếp quý ma ma đáp lại rồi vội vã đi quý anh anh mang theo lăng nhi và tương nhi đi đến sân nhỏ của quý diệu đình quý diệu đình đi mời thầy thuốc cửa phòng đóng chặt quý thị cùng hai bà mụ ở bên trong đỡ đẻ hai bà mụ của hồi môn của trương tứ nương và hai nha đầu đang hỗ trợ còn lại hai người bên ngoài Quý anh anh đi tới cửa và gọi vào bên trong. Nương, tổng tử thế nào rồi? Con ở đây, có việc gì ngài cứ phân phó. Từ bên trong vang lên tiếng của quý thị, hơi có vẻ hoảng loạn. Anh anh, nương sẽ ở lại với chị dâu ngươi. Chuyện trong nhà giao cho con. Dạ. Quý anh anh dặn dò tiểu nha đầu có chuyện gì thì đến chính viện tìm mình, rồi quay trở về. Nếu đã không đi được, chỉ còn cách đóng chặt cửa. Quý anh anh tìm khế ước của quý thị trong phòng, rồi bảo Tương Nhi gọi tất cả mọi người trong nhà đến. chương 220 Phường nhuộm quý gia làm việc thô cùng với các bà già và tỷ nữ, tổng cộng gần 30 người. Quý thị mang đến 4 tỷ nữ, ba trong số đó gả cho người của quý gia. Tiền viện giữ cửa do bà Tử và vũ già của phòng bếp đảm nhận. Trừ trương tứ nương thị tỳ tổng cộng có khoảng 40 người. Quý anh anh nghĩ việc đúng là phường nhuộm cùng với làm việc nặng nhọc nàng tự mình vào phòng của quý thị để tìm ra thân khế. Sau đó gọi trưởng quỹ đến lấy tiền mặt để thanh toán nợ. Nhân lúc binh lính Nam Chiếu chưa đến, nếu muốn đi, mọi người hãy lấy thân khế, thu thập đồ đạc và rời đi. Trong nhà không có nhiều tiền mặt, chia cho mọi người một ít để dùng trên đường. Nhiều người như vậy, cấp thân khế rồi làm sao? Quý gia đã tiêu hết bao nhiêu tiền để mua về nhiều người như vậy? Quý mama âm thầm kéo kéo áo của quý anh anh. Quý anh anh đưa cho nàng một ánh mắt yên tâm và lặp lại một lần nữa. Rất nhanh, có vố già trần trừ tiến lên dập đầu. Quý anh anh tìm ra thân khế của nàng, bảo quý quý phát tiền. Vố già cảm kích rồi đi. Bên ngoài tiếng chó sủa, tiếng trẻ con khóc và tiếng người huyên náo. Một người kéo theo nhiều người khác, chưa đầy thời gian cạn chén trà, đầy tớ trong nhà tản đi lác đác. Ba vị ma ma cùng gia nhân không hề đồng. Tương Nhi bên cạnh Quý Anh Anh cũng không hề động. Điều khiến Quý Anh Anh kinh ngạc là Tử Nhi hoán tơ tì của phường nhuộm lại ở lại. Tử Nhi, nếu ngươi muốn đi, ta sẽ trả lại thân khế cho ngươi. Khi binh lính lui, ngươi đến nha môn tiêu nô tịch là có thể tự do. Quý Anh Anh vẫn nhớ đến Tử Nhi tiểu tì này. Trong số 12 hoán tơ tì, nàng biết rõ hơn hết. Nàng đã tận mắt thấy Tử Nhi trượt chân và làm bể chậu gốm của Tương Nhi tự do thân thật sự rất hấp dẫn, vậy tại sao nàng lại chọn ở lại? Tử Nhi cúi đầu nói. Nô tỳ từ nhỏ đã bị phu nhân mua, không có người thân. Ngoài phường nhuộm, không có nơi nào để đi. Chạy đi cũng không biết có an toàn hay không. Nương tử hãy để nô tỳ ở lại. Đã như vậy, người hãy ở lại đây. Người hãy đến viện của Đại lang quân canh giữ. Nếu đại tẩu có cần gì, người hãy chạy truyền tin. Quý anh anh lập tức phân phó nàng. Dạ nô tỳ sẽ đi ngay. Tử Nhi vui vẻ rời đi. Nhìn nàng đi xa, quý anh anh mới nói với quý ma ma. Thời buổi loạn lạc, trong nhà giữ lại nhiều người, cũng không biết là họa hay phúc. Thả họ đi, cho họ một con đường sống, truyền trong nhà cũng bớt được phần nào. Quý ma ma thở dài nói. Lão nô hiểu rõ, khi binh lính nam chiếu đến, trong nhà vài chục miệng ăn cũng không đủ củi để đốt. Quý anh anh lắc đầu nói. Ma ma, ngươi hãy để mắt đến tử nhi từ trước nàng luôn hiếu thắng sao có thể không muốn thân khế để được tự do triệu nhị lang biết nhanh như vậy ta đã trở về ta nghi ngờ trong nhà có người báo tin cho hắn quý ma ma kinh ngạc ngươi nói tử nhi sao quý anh anh nghiêm mặt nói nếu nàng không trung thực thì thôi nhưng nếu có gì khác thường hãy trực tiếp trói nàng vào phòng chứa củi sau khi giao xong việc cấm cửa trước sau quý anh anh mới quay đầu hỏi tương nhi Người có muốn đi hay không? Tường Nhi mỉm cười. Nương tử, giờ mới hỏi nô tỳ sao? Biết rõ nô tỳ không thể nào rời bỏ nương tử mà. Thật tốt, Tường Nhi. Quý anh anh tâm tình vui vẻ. Chờ ngươi giống như Lăng Nhi, chọn được người mình thương, ta cũng sẽ thả ngươi đi tìm hắn. Tường Nhi đỏ mặt, mỉm cười. Lăng Nhi chưa kịp hiểu tâm tư của nàng đã bị nương tử nhìn thấu. Đây cũng không phải do nô tỳ nói ra. Hai người đang cười nói, Quý Diệu Đình trở về nhìn hắn lẻ loi một mình. Quý anh anh biết là không mời được Lang chung trấn an hắn. Ta và Kaka ca ca đều do Ngô Mama đỡ đẻ, Tẩu Tử chắc chắn sẽ bình an sinh con. Kaka ca ca cứ đi chít đi, chuyện trong nhà để ta lo. Quý Diệu Đình vội nói. Người mau bảo Quý Phúc đưa Tẩu Tử lên xe. Trong nhà còn có việc gì nữa? Quý anh anh trầm mặc nói. Bình Minh binh lính Nam Chiếu sẽ đến, Tẩu Tử đang sinh con, dù ta có đi không yên tâm về các ngươi. Chúng ta hãy ở cùng nhau. Quý Diệu Đình chán nản ngồi ở hành lang. Đều là do ca ca, không bỏ được phường nhuộm này. Nếu sớm có thể quyết đoán như muội muội, tản đi đầy tớ, truyền vào trong thành, chị dâu ngươi cũng sẽ không hoảng sợ mà sinh non. Bây giờ hối hận thì có ích gì đâu, chỉ mong rằng binh lính Nam Chiếu không giết người, họ muốn gì thì cứ cho cái đó. Hai huynh muội lặng yên ngồi, quý anh anh nhớ đến Dương Tĩnh Nguyên không biết hắn đã nhận được thư của nàng chưa, cũng không biết Đông Xuyên Quân có thể tiếp nhận ý chỉ của Hoàng thượng gấp rút tiếp viện Ích Châu hay không. Lúc này, người gác cổng điền thúc dẫn Chu Nhị Lang vào. Hai huynh muội đều đứng lên, đồng thanh hỏi. Sao ngươi vẫn chưa đi? Nhị Nương, nhanh đi thôi, triệu tu duyên dẫn người đến quý gia. Ta thấy hắn dẫn người hướng về phía này. Chu Nhị Lang lau mồ hôi, gấp giọng nói. Quý Diệu Đình đứng dậy, phủi bụi, Hắn muốn làm gì? Thừa dịp loạn lạc bắt anh anh đi sao? Ta sẽ cùng hắn nói rõ lý lẽ. Chu nhị lang kéo hắn lại. Nói lý gì nữa? Hiền trên đường rất loạn. Triệu gia phái 200 hộ vệ chặn đầu phố, đánh cho gà bay chó sủa. Triệu gia mới nói, trên đường xảy ra chuyện họ mặc kệ. Rồi lại dụ dỗ những người này về nhà. Ta thấy triệu gia đang cấu kết với Nam Chiếu, muốn làm vằn thắn. Người nói lý gì với hắn? Nhà hắn người đông thế mạnh, nhanh chóng đưa anh anh đi mới là chính sự. Đi bằng cách nào? Quý anh anh trong lúc nhất thời không nghĩ ra cách. Nương tử, nô tỳ sẽ đổi xiêm y của ngươi cùng Chu Lang quân. Rời đi người, ngươi lại đi trốn ở nhà lão trưởng quý. Ba người quay đầu lại giật mình nhìn Tương Nhi. Biện pháp này hay, Triệu Tu duyên nhất định nghĩ rằng ta đưa đi chính là ngươi. Không cần sợ mấy con chó ở cửa sau, chúng ta vừa vặn rời đi chúng. Đi thôi. Chu nhị lang không cần biết huynh muội quý thị có đồng ý hay không, nói đắc tội rồi kéo tương nhi chạy về phía hậu viện Chu nhị ca, người phải bảo vệ tương nhi. Quý anh anh chỉ kịp hô một tiếng, rồi không thấy bóng dáng hai người nữa. Lúc này, tiền viện vang lên giọng của người gác cổng điền thúc. Triệu lang quân, ngươi nửa đêm canh ba dẫn người đến quý gia làm gì? Một tiếng nổ vang cắt đứt lời nói của điền thúc, quý diệu đình ngây người như gà gỗ. Quý anh anh mạnh kêu hắn một cái. Ca, triệu tu duyên đá đạp bay cửa, lập tức sẽ tiến vào. Ta, ta phải trốn trước. Thời gian gấp như vậy, trốn ở đâu đây? Nàng cúi đầu xuống, thấy hành lang gấp khúc. Vì tránh ẩm ướt, mọi phòng đều được xây trên nền cao, trước cửa có hành lang rộng rãi. Hành lang trống không, cách mặt đất khoảng hai thước rưỡi. Nàng nằm sấp chui vào, kêu lên. Ca, người nhớ phải rời người đi quý diệu đình như tỉnh khỏi cơn mơ kêu lớn quý quý điền thúc xảy ra chuyện gì vừa đi vài bước triệu tu duyên đã dẫn người xông vào đại lang quân triệu gia đã đụng hư cửa nhà chúng ta điền thúc ở phía sau lớn tiếng nói quý đại ca nghe nói binh lính nam chiếu đang tiến về tam đạo Yển. nhị lang lo lắng cho an toàn của anh anh nên gấp rút xin hãy tha lỗi triệu tu duyên nói khách khí chưa để quý diệu đình mở miệng đã hô lên quý anh anh người ra đây quý diệu đình quay đầu lại nhìn thoáng qua hướng hậu viện của phường nhuộm triệu tu duyên trực tiếp lướt qua hắn tiến về phường nhuộm vì sự an toàn của anh anh ta định đưa nàng về triệu gia cùng ta và vợ ta triệu tu duyên quý diệu đình giận dữ xông tới muốn đánh triệu tu duyên nhưng ngay lập tức bị hai hộ vệ chặn lại triệu tu duyên quay đầu lại nói quý đại lang ta biết rõ ngươi vừa rồi đã mời lang trung đi quý đại tẩu muốn sinh con đúng không nếu ngươi không muốn ta xông vào sân nhỏ để lục soát thì hãy giao muội muội của ngươi ra đây quý diệu đình trừng mắt nhìn hắn khí thế dần yếu đi chu nhị lang đã mang nàng đi rồi lang quân chu nhị lang đã dẫn theo quý nhị nương chạy từ cửa sau huynh đệ chúng ta đang đuổi theo tiểu nhân đến báo tin đuổi theo triệu tu duyên đã nghe hộ vệ nói rằng chu nhị lang đến quý gia vì vậy mới sốt ruột đập phá cửa quý gia lúc này nghe được chu nhị lang dẫn theo quý anh anh chạy từ cửa sau hắn liền chạy về hậu viện phần này đến đây là hết mời các bạn theo dõi tiếp các video khác trên kênh nếu các bạn yêu thích kênh hãy nhấn theo dõi nhé cảm ơn các bạn